Hiện nay, giống kiwi lùn xanh trồng chậu đang trở thành cơn sốt mới trong giới chơi cây cảnh. Vào dịp Tết vừa qua, kiwi lùn bonsai độc lạ rất hút khách, mỗi chậu có giá khoảng 400.000 đồng. Kiwi rất giàu dinh dưỡng, là một trong những loại trái cây đắt đỏ nhất, với giá dao động từ 120.000 đến 170.000 đồng một ký và thường chỉ trồng được ở những nơi có khí hậu mát mẻ. Tuy nhiên, hiện nay bạn hoàn toàn có thể tự trồng một chậu kiwi lùn xanh tại nhà, vì khác với các giống kiwi khác, kiwi lùn xanh có khả năng chịu nhiệt tốt nên phù hợp trồng ở Việt Nam. Không những thế, nếu kiwi thông thường sau 5 đến 6 năm mới cho thu hoạch, thì chỉ sau 2 đến 2,5 năm trồng kiwi lùn xanh, trái đã sai triểu trịch. Khi trồng chậu, kiwi lùn xanh chỉ cao khoảng 50 đến 80cm, rễ ăn nông và là giống tự thụ phấn nên rất thích hợp với những nhà phố chật hẹp. Bạn cũng có thể tạo giàn cho kiwi lùn để lấy bóng mát sân vườn. Dù trồng giàn hay trồng chậu, kiwi lùn xanh đều cho năng suất rất cao, khoảng 30 đến 50 ký quả trên một năm. Sau đây, Tôi Yêu Nông Nghiệp sẽ hướng dẫn bạn cách trồng và chăm sóc hạt giống kiwi lùn xanh ngay tại nhà. Kiwi rất thích đất thịt pha mỡ, pH khoảng 5 đến 6,5, độ ẩm vừa phải. Đầu tiên, bạn ngâm hạt giống trong nước ấm 2 sôi 3 lạnh khoảng 1 tuần để hạt nước nanh, lưu ý thay nước mỗi ngày. Sau đó, bạn vớt hạt giống ra và đặt hạt giống lên khăn giấy ẩm, bỏ vào hộp hoặc túi zip để nơi thoáng mát. Nếu thuận lợi, chỉ sau 2 ngày hạt đã bắt đầu nảy mầm. Bạn gieo hạt giống vào chậu đã chuẩn bị trước, phủ đất mỏng, sau đó đặt ở nơi ấm áp, có nắng nhẹ và giữ ẩm cho chậu. Sau 3 tuần, bạn sẽ thấy cây con xuất hiện. Kiwi ưa ẩm nhưng rất sợ úng. Bạn cần đảm bảo độ ẩm cho kiwi, nhất là khi cây con mới mọc và đặt cây ở nơi ấm áp. Khi cây con ở tháng thứ 3 thì bạn nên làm giàn cho cây. Chiều cao của giàn thích hợp để chăm sóc vào thu hoạch là khoảng 1,8 đến 2 mét. Kiwi không cần bón quá nhiều, bạn chỉ cần bón thúc định kỳ 3 tháng một lần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn thành công!